Độ mờ da gáy là cái tập hợp chất lỏng nằm ở vùng dưới da và phía sau vùng cổ của thai nhi trong cái giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Và xét nghiệm đo độ mờ da gáy là cái xét nghiệm mà dựa trên cái kỹ thuật siêu âm để có thể là đo cái kích thước của khoảng trống sau gáy chứa tập hợp chất lỏng ở trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Và với cái một thai kỳ phát triển bình thường thì ở giai đoạn từ 11 đến 13 tuần với một cái thai nhi có kích thước đầu mông là từ 45 cho đến 84 mm thì cái giá trị của xét nghiệm siêu âm đo độ mờ da gáy nó sẽ nằm ở ngưỡng là dưới 3,5 mm. Và cụ thể là nếu như tiến hành vào tuần thứ 11 thì độ mờ da gáy nó sẽ rơi vào khoảng 2 mm, thế còn tuần thứ 12 thì độ mờ da gáy nó khoảng 2,5 mm, và ở tuần thứ 13 thì độ mờ da gáy nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 2,5 cho đến 3 mm. Và dựa trên các cái kết quả lâm sàng cho thấy là đối với các cái thai nhi mà có các cái dị tật bẩm sinh như là hội chứng Down hay là hội chứng Edwards Pato, rồi là các cái dị tật tim bẩm sinh, thì cái khoảng trống dưới da sau gáy nó có xu hướng tích tụ nhiều chất lỏng hơn ở giai đoạn là 3 tháng đầu của thai kỳ. Và do vậy nếu như ở các cái ngưỡng là tuần thứ 11, 12, 13 mà tiến hành các cái thai phụ mà tiến hành các cái xét nghiệm siêu âm đo độ mờ da gáy mà có các cái kết quả mà từ 3,5 mm trở lên thì chúng ta có thể các bác sĩ có thể đánh giá là có nguy cơ cao trong việc mà thai nhi mắc các cái gì là bẩm sinh. Thì chúng ta biết là đối với hội chứng Down thì thông thường nếu như giá trị đo độ mờ da gáy ở tuần thứ 11 cho đến tuần thứ 13 mà có giá trị từ 3 cho đến 4,5 mm thì có nguy cơ cao mắc bệnh hội chứng Down. Thế còn đối với cái giá trị độ mờ da gáy mà từ 4,5 cho đến 8,4 mm thì rất có thể là thai nhi đó mắc cái dị tật bẩm sinh liên quan đến trisomy 13 hoặc là trisomy 18. Thế còn ví dụ đối với cái hội chứng Turner hoặc là một số cái hội chứng bẩm sinh khác thì cái giá trị độ mờ da gáy trong khoảng tuần thứ 11 cho đến 13 nó có thể rơi vào từ trên 8,4 mm cho đến trên 9 mm. Do vậy thì ở giai đoạn tuần thứ 11 cho đến tuần thứ 13 của thai kỳ thì các sản phụ nên lưu ý chúng ta tiến hành các cái xét nghiệm siêu âm đo độ mờ da gáy cũng như là tiến hành các cái xét nghiệm sàng lọc như là double test hoặc là xét nghiệm sàng lọc NIPT, để từ đó các bác sĩ có thể là có được đầy đủ những cái thông số để đưa ra những cái đánh giá về việc mà có nguy cơ thấp hay là nguy cơ cao đối với dị tật bẩm sinh.